tất cả Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành nào là thanh niên yêu nước thưa ông? TV vạch ra cái điều này, nó rõ ràng ngay cả Đảng Cộng sản của ông cũng công nhận rằng người thanh niên đó có bằng chứng là không phải là yêu nước. Đây, quý anh chị em thấy đây, đây là cái văn kiện, thấy không? Đây là cái văn kiện đây, đó, toàn bộ cái văn kiện đây. Vào trang 79 đây, cái trang 79 của người Cộng sản, tham gia Cộng sản là ông Hoàng Văn Chí. Ông Hoàng Văn Chí ông đã viết lên cái cuốn rồi là Từ Thực Dân Đến Cộng Sản. Và chúng ta đọc thử xem. Báo Daily Worker, cơ quan của Đảng Cộng sản Anh, đảng đăng một đăng một tin đăng một tin vắng tắt nói ông Hồ đã chết vì bệnh lao trong khám đường Hồng Kông, nên cả mật thám Pháp lẫn Cộng sản Việt Nam đều tin là thực. Năm 1933, mật thám Pháp ghi vào hồ sơ Nguyễn Ái Quốc đã chết là đã chết. Đó, cái bài viết của ông Hoàng Văn Chí, cái trong sách của ông Hoàng Văn Chí đã nói điều đó. Thấy không? Nó rõ ràng không phải là cái câu chuyện này đó. Qua một cái trang mà 54 của sách Hoàng Văn Chí đó, không phải lần là hồi nào tới giờ người ta không có sự nghi ngờ. Người dân đó đã có sự nghi ngờ từ hồi mà ông Hoàng Văn Chí còn là Cộng sản, là theo Cộng sản vào những năm gọi là mà rất là lâu, 40 mấy, 50 mấy rồi Hoàng Văn Chí đã theo Cộng sản. Và Hoàng Văn Chí đó, khi mà Hồ Chí Minh xuất hiện đó, thì Hoàng Văn Chí đó ngay cái lúc đó là người ta đã đồn đoán là Hồ Chí Minh giả rồi. Thấy không? Thành ra ở phần này TV có đọc cái bài này của trang 54 đây. Hỏi thẳng vào mặt Hồ Chí Minh, vào ông Hồ, ông vẫn một mực chối cãi. Đó, quý chị em rảnh thì quý em chỉ đọc cái này đi. Tại vì trong đây đó nói vào làm sao mà để phân biệt được Hồ Chí Minh với Nguyễn Tất Thành, thì cái tai bên phải bên trái đó, trong đây nó nói về cái lỗ tai đó, là người ta đã nghi ngờ đây không phải là Nguyễn Ái Quốc, chứ không phải là mới đây. Cái chuyện mà người ta nghi ngờ Hồ Chí Minh là giả là nó từ thời của ông Hoàng Văn Chí, là thời lâu lắm rồi, là từ thời mà 1945 mà khi có xuất hiện Hồ Chí Minh, năm 41 mà khi có sự xuất hiện Hồ Chí Minh ở hang Pát Bó đó, rồi để thành lập một cái chính phủ lâm thời đó. Người ta đã nghi ngờ rồi, người ta chỉ cần đặt câu hỏi thôi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Người ta đặt câu hỏi từ năm 1933 đến 1941, khi mà Hồ Chí Minh ở hang Pát Bó. Trong 8 năm đó Hồ Chí Minh ở đâu thưa ông? Hồ Chí Minh ở đâu? Từ năm 1933 đến 1941 chúng ta không nghe một tí tin tức gì về Hồ Chí Minh hết. Ít ra một người làm chính trị như Hồ Chí Minh phải được cả thế giới biết đến chứ. Nhưng mà cả thế giới đều mù mờ
cái năm 1933 đến năm 1941, không ai biết Hồ Chí Minh ở đâu. Rồi tự nhiên thấy xuất hiện ở hang Pát Bó, thì làm sao là Hồ Chí Minh thật được? Và nên nhớ một chi tiết mà chúng ta phải để ý rất là quan trọng. Đó là chi tiết tất cả ai cũng bệnh lao cũng chết vào thời đó. Tại vì bệnh lao đó vào cái thời điểm năm 1933 chưa có thuốc chữa, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Hồ Chí Minh bị bệnh ho lao là phải chết. Trong khi đó TV256 tìm hiểu là ông ta đã bị bệnh ho lao qua 4 cái tài liệu khác nhau. Và khi con người bị bệnh ho lao rồi thì phải bị chết. Thời đó chưa có thuốc mà streptomycin để trị bệnh ho lao. Bệnh ho lao bị vi nhiễm cái loại vi trùng cock, K-O-C-K đó, vi trùng cock. Làm sao mà có thể thoát chết được, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của người, tức là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó, đã quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản ở nước ta. Xin lỗi ông Nguyễn Phú Trọng, tôi vì muốn ngăn cái tiếng nói của ông chút xíu. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lúc đó, thưa ông, năm 19, từ lúc mà thành lập 1930, TV đặt câu hỏi với ông là tại sao lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đó chưa từng làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. TV đặt câu hỏi với ông đó. Ông trả lời được không, ông Nguyễn Phú Trọng? Chúng ta thấy tổng bí thư Trần Phú, chúng ta thấy tổng bí thư Lê Hồng Phong, còn tổng bí thư Nguyễn Ái Quốc nằm ở đâu? Thưa ông, Nguyễn Ái Quốc nằm ở dưới mộ. Năm 33 là đã chết rồi. Thành ra đó là một cái điều mà TV chứng minh với toàn dân biết là Nguyễn Ái Quốc đã chết từ năm 1933. Vì lý do đó Nguyễn Ái Quốc chưa bao giờ trở thành một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi cho đến Hồ Chí Minh xuất hiện vào năm 1945 mới trở thành chủ tịch nước, rồi mới trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó nó rõ ràng nó có cái chết của Nguyễn Ái Quốc, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là điều TV chứng minh đó. Không ai có thể thoát khỏi cái bệnh ho lao. Và Nguyễn Ái Quốc đã ra đi vào năm 1933 như cái lời của trong báo là Daily Worker của Cộng sản Anh cũng đã nói như thế. Anh một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó thì Hồ Chí Minh đổi từ Đảng Cộng sản Đông Dương lúc thành lập rồi đổi lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Đây là một bước ngoặt lịch sử trong đài, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin. Gắn bó máu thịt với nhân dân mà bao nhiêu đảng phái các ông tiêu diệt hết,
như TV hồi nãy đã nói, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Dân Xã Đảng, còn thêm vài đảng phái khác mà TV 26 đã quên. Tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành 3 cao trào cách mạng. Cao trào cách mạng 1930-1931. Sau cái năm 1945 đó, thì Hồ Chí Minh lại cử trọng trách cho ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp để mà tiêu diệt tất cả những đảng phái quốc gia vào thời đó. Và năm 1946 đó, Hồ Chí Minh lại ký cái hiệp ước sơ bộ với Pháp để mà rảnh tay rồi là tiêu diệt tất cả các đảng phái quốc gia. Là ngay lúc đó, bao nhiêu đảng phái bị tiêu diệt hết. Khi mà Hồ Chí Minh cầm quyền rồi đó, giao cho Võ Nguyên Giáp làm những chuyện mà tồi bại đó, tất cả đều là người yêu nước chống Pháp, đều bị bỏ tù rồi bị giết hết. Hỏi là Việt Nam Quốc Dân Đảng là họ chỉ giết thôi, Đại Việt là giết thôi. Với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng đòi dân sinh dân chủ năm 1936-1939 và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945 để đến năm 1945 khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 45 long trời lở đất, thành lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Mà năm nay chúng ta sẽ kỷ niệm tròn 75 năm. Ngay sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Hồi nãy ông nói về cách mạng long trời lở đất đó, làm TV tương tưởng đến, liên tưởng đến một cái cuộc mà cải cách ruộng đất mà cũng long trời lở đất. Nó làm cướp đi sinh mạng của 500.000 người dân Việt Nam. Kinh hoàng. Mà theo cái sách mà lịch sử mà kinh tế của đảng đó thì chỉ có chết 172.000 người, 0.08 trong cái sách thì ghi như vậy. Nhưng mà con số mà ước tính của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện lên tới 150.000 người chết. Nó chết vì những cái khẩu hiệu nền tảng của cái cuộc cải cách ruộng đất là trí phú địa hào, đào tận gốc, cắt tận rễ. Và nếu giết lầm còn hơn bỏ sót. Đó là hai cái khẩu hiệu mà man rợ nhất. Nó sẵn sàng nó giết lầm tất cả 10 người, còn nó đỡ hơn là nó bỏ sót một người. Thành ra người ta chết như ngóe. Thử hỏi người trí thức mà tận diệt hết thì còn gì cái đất nước của mình nữa. Có phải đây là âm mưu của giặc Tàu không, thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Tại sao phải giết tất cả những thành phần trí thức như vậy? Tại sao phải giết những thành phần mà giàu có như vậy? Phú là giàu có đó. Tại sao phải giết cái thành phần mà địa chủ có đất có đai là phải giết hết, tiêu diệt hết? Trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Kinh hoàng thiệt. Chẳng có người Việt Nam nào mà muốn đi giết trí thức của người Việt Nam, ngoại trừ cái thằng giặc Tàu. Thằng giặc Tàu nó mới kêu gọi là giết tất cả những người giàu có của Việt Nam, giết tất cả những người trí thức của Việt Nam, để Việt Nam sẽ không trở thành một quốc gia hùng mạnh để mà có thể chống chọi lại với giặc Tàu xâm lược. Đơn giản thế thôi. Hồ Chí Minh thực hiện cái điều đó. Nghe theo, phải dân lệnh, tuân lệnh theo của Mao Trạch Đông.
để mà giết hết tất cả những thành phần giàu có trí thức của Việt Nam. Nếu mà việc Hồ Chí Minh là người Việt thì đã không làm điều đó, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Cách mạng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, cùng một lúc phải đương đầu với giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong hoàn cảnh hiểm nghèo đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nói thật với ông Nguyễn Phú Trọng, TV còn nghi ngờ cái trận đối năm Ất Dậu đó. Trận đối năm Ất Dậu 1945 nhé, là cái công việc mà ngăn sông cấm chợ, thành ra người ta mới đối như vậy. Tại vì qua cái lịch sử mà TV từng sống ở Việt Nam trước năm sau năm 1975, TV sống được gần 3 năm như vậy, TV thấy cái con người Việt Nam phải đói ăn khoai, phải đói phải ăn bo, ăn khoai lang, khoai mì để thay cơm, gạo. Thì các ông cướp chính quyền vào năm 1945 và các ông thành lập từ năm 1930. Các ông đã làm gì với dân tộc Việt Nam để mà dân tộc Việt Nam phải chịu cảnh đói khổ như vậy? Người ta đói đến 2 triệu người dân chết ở miền Bắc. 2 triệu người dân chết ở miền Bắc. Các ông đã làm gì? Các ông đã ngăn sông cấm chợ như thế nào để mà người dân không có cơm gạo mà ăn? Các ông cướp lương thực của người dân như thế nào? Đừng có nói với tôi là người Nhật Bắc người dân phải trồng rau đấy, rồi người dân không có cơm gạo để mà ăn. Tất cả là do cái chủ nghĩa cộng sản của các ông. TV 256 nghi ngờ vào cái điều đó, chứ không phải là dựa theo cái cuốn sử học mà mình đã học, đó là người Nhật Bắc người dân phải trồng rau đay rau gì đó để mà làm bao bố tờ đó. Thành ra người dân trồng cái rau đó rồi không có cơm gạo để mà ăn. Tất cả là cho nguyên nhân gọi là ngăn sông cấm chợ. Người dân vẫn có thể đi vào miền Nam để sinh sống, và miền Nam vẫn có thể mang thực phẩm ra ngoài Bắc để cứu đói. Nhưng mà tất cả đều bị ngăn sông cấm chợ do cái đảng cộng sản của ông. Khi mà thành lập năm 1930 cho đến năm 1945, và khi mà thành lập năm chính phủ mà năm 1941 là đã lập cái chính phủ lâm thời rồi. Chính phủ lâm thời rồi là các ông có nhiều cái quyền lực để mà ngăn sông cấm chợ từ năm 1941. Ngoài miền Bắc là các ông hoạt động gọi theo cái kiểu đó. Cái kiểu mà ngăn sông cấm chợ đó giống như thời năm 1975 thì bảo đảm 2 triệu người đồng bào đã chết là cái điều mà không có điều ngạc nhiên. Nó giống như thời năm 75 mà người dân phải chịu đói khổ suốt bao nhiêu năm trời, suốt 9 năm trời. Đến năm 1986, 11 năm trời, 86 mới bắt đầu các ông mới chịu gọi là chạy theo cái nền kinh tế tư bản của miền Nam, mà các ông gọi là nền kinh tế thị trường. Thành ra cái nền kinh tế thị trường, người dân có quyền buôn bán, nó không phải là hợp tác xã, nó không phải là nền kinh tế tập trung, đúng không? Thành ra người dân mới có sự sinh hoạt buôn bán với nhau, thành ra người dân mới thoát khỏi cái cảnh đói. Ngay cái thời mà năm 86 là cái thời đó là nạn đói nó khủng hoảng kinh hoàng lắm. Là người dân nghĩ là sẽ là khó vượt qua được. May mắn là có người ta bỏ đi cái hợp tác xã, người ta bỏ đi cái vấn đề tem phiếu. Mà cái vấn đề tem phiếu
bỏ đi vào năm 1988 đó, 88, 89 là vẫn còn tem phiếu đó, là đó là hai năm cuối cùng của vấn đề tem phiếu, là bỏ đi cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản, người ta vứt vào sọt rác. Và đến ngày hôm nay chẳng có ai mấy nhớ đến cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác Lênin là cái quái gì. Mà hiện tại chỉ có một tên Nguyễn Phú Trọng là một tên cộng sản còn sót lại ở đất nước Việt Nam chúng ta. Nó gây ra cảnh đau thương cho toàn dân tộc Việt Nam. Kiên cường bảo vệ và xây dựng chính quyền non trẻ, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trên cơ sở đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện. Chống thực dân Pháp xâm lược chỗ nào? Năm 1954, các ông chống thắng thực dân Pháp trận Điện Biên Phủ à? Có phải gì không thưa Nguyễn Phú Trọng? Ngày nay, bọn giặc Tàu đó, cũng các ông nói đó, nó đưa ra tất cả những bằng chứng là trận đạn Điện Biên Phủ là cho nó thắng đó thưa ông. Nó đưa ra cho người ta thấy là vai trò của Trần Canh, vai trò của Di Quốc Thanh, cái vai trò của Lã Quý Ba, đó là những tên tướng của Trung Cộng. Nó đã chỉ huy cái trận đánh Điện Biên Phủ. Võ Nguyên Giáp chẳng là cái quái gì. Đó là lý do Võ Nguyên Giáp bị tước quyền lực để mà trở thành sinh đẻ của các chị em ta. Ông lo về cái điều đó thôi. Ông là một viên tướng rất là nhục nhã, bị Lê Dũng rồi là đưa ngồi chơi xê nước, lo về cái vấn đề mà thai nhi mấy chị em cha sanh đẻ. Tại vì ổng không có tài. Súng ống của ông đâu? Các ông nghĩ là các ông có súng ống là đầy đủ để thắng trận Điện Biên Phủ à? Súng ống của giặc Tàu đó. Giặc Tàu nó bắt người Việt Nam mình phải khiêng pháo, khiêng đạn lên trên núi, lên trên cao để mà bắn xuống. Người Việt Nam mình phải làm công nhân để mà cho giặc Tàu nó chiến thắng. Mới có anh hùng gọi là Tô Vĩnh Diện gì đó mà lấy thân chèn pháo đó. Rồi anh hùng gì mà lắp lỗ trong mai đó, toàn là những tuyên truyền nhảm nhí, xấu hổ một cái đất nước mà chủ nghĩa cộng sản của ông toàn là tuyên truyền những điều láo khoét mà lâu ngày đó thì tự nhiên là người ta tin tưởng và trở thành sự thật. Giống như anh hùng Lê Văn Tám đó, tẩm xăng để mà chạy vào kho xăng của giặc đó, giặc Pháp ấy. Làm gì có chuyện đó. Rốt cuộc giáo sư Trần Quý Liệu nói là cái chuyện đó là chuyện xạo, chuyện giả tưởng thôi. Người ta đã biết rõ như vậy. Bây giờ trong Google nó cũng nói rõ, nói về anh hùng Lê Văn Tám đó, người ta biết rồi. Toàn là đường gạt dân bằng những câu chuyện không có thật. Trường kỳ dựa vào sức mình là chính, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước của toàn dân tộc, đảng ta đã lãnh đạo. Trời ơi, dựa vào sức mạnh của toàn dân là chính. Ông dựa vào sức mạnh của thằng giặc Tàu đó để giữ vững quyền lực thôi. Chúng ông chưa bao giờ mấy ông dám lên án thằng giặc Tàu xâm lược. Đến ngày nay cũng vậy thôi. Toàn dân dân ta lần lượt đánh bại mọi âm mưu kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu,
chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva năm 1954, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng, TV lại hỏi ông điều này. Xin lỗi ông. Ông nói là Việt Cộng của các ông chiến thắng đàn trận Biên Phủ. Tại sao các ông không đưa cái lệnh bắt thằng giặc Pháp phải rời khỏi đất nước Việt Nam? Hả? Nếu mà ông chiến thắng, cái vai trò của Việt Cộng là phải đuổi thằng giặc Pháp về, chứ không phải là ký hiệp định để mà chia đôi cái lãnh thổ. Ông thấy đó là một cái điều mà láo toét không? Cái chiến thắng đó là láo toét. Cái chiến thắng đó là của giặc Tàu. Chính vì giặc Tàu chiến thắng, giặc Tàu mới có đủ cái điều kiện, đủ cái thẩm quyền để mà bắt tay với Pháp chia đôi lãnh thổ cái đất nước Việt Nam, để làm cho cái cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai anh em sát hại lẫn nhau, để làm Việt Nam trở thành yếu đi, để sau này Việt Nam trở thành một cái tỉnh bang của giặc Tàu. Đó là điều rất là đơn giản. Không có ai mà đi chiến thắng mà đi tự động chia đôi cái đất nước của mình. Rồi để tổng tuyển cử. Tổng tuyển cử cái gì? Tổng tuyển cử không có chỗ nào tổng tuyển cử hết á. Sau này mới đưa thêm cái vấn đề tổng tuyển cử thôi. Nhưng mà tổng tuyển cử là láo. Toàn là láo không? Các ông biết ở bên miền Nam, chính phủ miền Nam thời đó gọi là chính phủ quốc gia đó, tổng thống nhiệm đó, lúc đó mới vừa chấp chánh, cử có một người mà tham dự là đại diện cho Việt Nam là bác sĩ Đỗ, Trần Văn Đỗ, tham dự cái hiệp định Geneva. Bác sĩ Trần Văn Đỗ chỉ biết ôm mặt và khóc, và ông nhất quyết không ký vào bản hiệp định Geneva, cái hiệp định bán nước. Cái đất nước này là của toàn dân Việt Nam, chứ không phải cái đất nước này để mà chia đôi. Không có ai đủ nhẫn tâm để mà ký vào cái hiệp định để mà tự chia đôi cái đất nước của mình. Thưa ông Nguyễn Phú Trọng, chỉ có những cái thằng giặc, những cái thằng bán nước mới chấp nhận chia đôi với thực dân Pháp. Trong đó có Phạm Nhân Đồng, thay thế chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, được trong đó có Chu Ân Lai ký vào đó, là thay mặt của Mao Trạch Đông. Ai? Ông đặt câu hỏi dùm cho TV256. Ai đã bắt người dân Việt Nam phải ký vào cái hiệp định Geneva đó? Có phải là từ thằng Mao Trạch Đông không? Cái ý tưởng của thằng Mao Trạch Đông mới bắt tay với Pháp, kêu gọi Anh, Mỹ rồi chứng kiến cái hiệp định Geneva này để mà chia cái đất nước Việt Nam ra làm hai. Không có người Việt Nam nào muốn chia cắt cái lãnh thổ mình ra làm hai ở vĩ tuyến 17, ở ngay con sông Bến Hải, mà bây sau này trở thành hai quốc gia riêng biệt để mà có thể sống chết, giết nhau, giết hại lẫn nhau. Trong khi miền Nam người ta vì cái vấn đề mà người ta ái quốc, người ta yêu nước, người ta không đem quân qua miền Bắc thôi, người ta dựa theo hiệp định Geneva. Tại vì nếu mà tấn công qua miền Bắc cũng là giết người dân của mình, người ta không làm những hành động như vậy. Nó không phải giống như Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là thằng giặc Tàu, nó đâu có thương yêu gì đất nước mình đâu. Nói là đốt cả dãy Trường Sơn để mà chiếm cho bằng được miền Nam. Nó thành lập con đường mòn Hồ Chí Minh để mà chiếm cho bằng được miền Nam. Nó thành lập mặt trận giải phóng trở thành con đẻ của thằng Việt Cộng. Đó là ý đồ của giặc Tàu. Tất cả là ý đồ của giặc Tàu.
mà ngày hôm nay Nguyễn Phú Trọng cũng không hiểu điều đó. Các ông có sung sướng gì khi mà thấy 3 triệu người chết trong cái cuộc chiến Nam Bắc thưa ông Nguyễn Phú Trọng? Các ông hãnh diện gì? Các ông nghĩ là các ông hãnh diện lắm sao? Hãnh diện để mà giết 3 triệu người trong cái cuộc chiến Nam Bắc tương tàn như vậy? Các ông thua. 3 triệu người dân đó là ông không thấy thua điều đó sao? Ngay cả người bên Thái Lan đó, bên vua Thái Lan đó, nghe cái câu chuyện cũng vậy đó. Các ông chiến thắng, các ông vinh quang đó, nhưng mà đất nước của tôi đó, hiểu không? Đất nước của tôi không có, có phải chết người như vậy. Chứ ông mà chiến thắng mà ông chết đi 3 triệu người dân thì là nghĩa lý gì mà gọi là chiến thắng? Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước ta bị chia cắt làm hai miền. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, miền Bắc vừa nỗ lực xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa dốc sức làm tròn nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến đấy. Nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh kiên cường. Thô bỉ quá. Cái miền Bắc ông đó, nói thật tội nghiệp cái đồng bào miền Bắc bị cái chế độ cộng sản của ông đó, họ bị kiềm chế cái sự phát triển, thành ra từ đói đến đói. Mà TV256 đã chứng kiến rất là nhiều lần những người miền Bắc khi mà họ lên phát biểu đó, họ nói cái thời đó nó kinh hoàng lắm. Họ không biết cái giấy đi cầu như thế nào nữa. Họ chia sẻ những viên kẹo mà được phát vào ngày Tết thôi nhé. Anh em phải chia sẻ từng đôi dép, từng cái bộ quần áo để mà đi học. Họ nghèo khủng khiếp lắm. Đó. Con cá họ không có bỏ cả vi cả vảy nữa. Họ bầm vậy rồi họ trộn viên rồi họ ăn thôi. Cái đó là TV nghe kể từ bác Hai Triết, mà khi mà đến nhà chú TV rồi 256 mà kể là nhiều cái chuyện kinh hoàng nó đói kém ở miền Bắc. Trong khi xã hội miền Nam chúng tôi sống trong no ấm sung sướng. Quả thật chúng tôi có xài điện thoại, có tivi, có tủ lạnh, có quạt máy, có tất cả mọi điều mà mơ ước của người miền Bắc. Khi mà người miền Bắc vào năm 1945, trong 1954 đó, ba điều mơ ước của họ là đồng, đài, đạt. Đồng là đồng hồ đó, đài là đài phát thanh, đài radio đó, đạp là xe đạp đó. Ba cái thứ đó thì nó quá thừa mứa của miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam có gần 9.000 hãng xưởng để sản xuất tất cả các loại gia dụng để mà cung cấp đủ cho cả nước dùng, rồi còn xuất cả đi khắp nơi trên thế giới nữa. Miền Nam rất là hưng thịnh, chứ không phải là người miền Bắc vào miền Nam nói đây là một nền kinh tế gì ta, kinh tế ngụy tạo đó, giống như chữ gì ngụy tạo đó mà TV 256 tự nhiên nó quên mất rồi. Nền kinh tế gì hả? Kinh tế ngụy tạo, nó dùng cái chữ cũng lạ lắm mà cũng hay lắm.
ráng suy nghĩ thêm tí xíu nữa, mình tức quá. Kinh tế giả tạo đó. Ô phồn vinh giả tạo, đúng rồi, một nền kinh tế gọi là phồn vinh mà giả tạo. Mình dồn thấy phồn vinh là thấy quá giàu có đi, nhưng mà là giả tạo. Phồn vinh giả tạo, họ gọi nền kinh tế phồn vinh giả tạo. Người cộng sản nói như vậy, họ đầu độc người dân. Trong khi mà người bác của TV26, họ mang những cái chén mà chén sành đó, rồi họ mang 1-2 kg đường về tặng cho TV256, nhà cho lợi nhà cho TV26 rồi tặng cho món quà đó. Thì trước khi họ đến đó là họ đã bán đi ở đâu rồi. Họ nói họ dòm thấy họ đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, rồi trước khi đến Sài Gòn đó là họ thấy quá giàu có rồi, thì họ rất là mắc cỡ. Và họ đã bán đi hoặc là họ bỏ như thế nào rồi, chứ nhà TV cũng không có nhận được. Tại vì họ đã biết sự thật, nền kinh tế quá phồn vinh của người dân Việt Nam. TV256 là cũng là một người dân bình thường thôi, nhà cửa cũng là trung bình thôi, thuộc về trung bình thôi, chứ không phải là thuộc về mà giàu có. Để nghe quý vị nghe tiếp nha. Để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước với tinh thần thà hy sinh tất. Thống nhất đất nước mà thống nhất được cái lòng dân thì mới nói, thưa ông. Chứ ông thống nhất được lãnh thổ, mà ông thống nhất mà hàng bây giờ 5 triệu người vượt ra khỏi hải ngoại rồi, ông thống nhất cái đó là thống nhất trong nhục nhã, thưa ông. Thống nhất làm sao thống nhất được lòng dân, điều đoàn kết thương yêu với nhau thì hãy thống nhất. Thống nhất như lịch sử Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng có thống nhất, Hoa Kỳ cũng có cái cuộc chiến tranh Nam Bắc. Nhưng mà sau khi cuộc chiến, hai người tướng Grant là tướng chiến thắng đó, bắt tay với tướng Lee, họ bắt tay nhau, họ ôm nhau, họ mừng rỡ cho cái cuộc chiến chấm dứt. Rồi họ cho tiền nhau, họ cho những cái quân bại trận đó là ngựa, rồi tiền bạc, rồi thức ăn để mà đi về cái gia đình của họ, về sống cho gia đình của họ. Họ không có mở ra những trại tàu tù cải tạo, bắt hàng triệu người quân dân chán chính của Việt Nam Cộng Hòa để mà giết đi 200.000 người trong cái trại học tập cải tạo như thế, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Chiến thắng đó có vinh quang không, thưa ông? Hả? Chiến thắng đó là chiến thắng nhục nhã, chiến thắng mà để làm chia rẽ cái toàn dân tộc, nó không đáng để mà gọi là chiến thắng, thưa ông. Cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do trên cơ sở đường lối đúng đắn sáng tạo của Đảng. Các ông làm nô lệ cho Cộng sản, chủ nghĩa Cộng sản. Các ông làm nô lệ cho thằng Trung Cộng. Tổng Bí thư Nguyễn Lê Duẩn cũng đã nói, ta đây là chiến đấu là cho Trung Cộng với Nga Xô. Lê Duẩn đã nói câu nói đó, và lịch sử còn ghi chép những điều đó. Ông nghĩ thế nào? Các ông mới là những tên đánh thuê, chứ không phải Việt Nam Cộng Hòa là những tên đánh thuê. Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia độc lập, bởi vì sẵn sàng độc lập để mà chịu chết đó, để mà bị thất thủ đó. Mỹ chỉ là những người đồng minh thôi. Đến giờ này lịch sử nó đã phanh phui hết rồi, thưa ông.
như Tổng thống Diệm không muốn Mỹ mang quân đến Việt Nam, chứng tỏ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa thì Tổng thống Diệm là độc lập. Không như bên miền Bắc mà Lê Duẩn tuyên bố là chúng ta đánh là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Các ông mới là những tên đính lên thề. Và đến ngày nay các ông cũng ghi nhận trong bản hiến pháp là các ông gọi là thi hành cái nghĩa vụ quốc tế. Thi hành cái nghĩa vụ quốc tế là cái gì thưa ông Nguyễn Phú Trọng, ông trả lời đi. Có phải là lính đánh thuê không? Với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu Giang Sơn về một mối vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ. Toàn thắng là để 3 triệu người dân chết đau thương. Còn gì mà cái vấn nạn nó còn gọi là xảy đến cho tới ngày hôm nay. Cái hội chứng Việt Nam, hãy nói đến Việt Nam là có mâu thuẫn, có hai phe, hai phía mà hoàn toàn không thể nào kết hợp với nhau được. Tại vì một bên là sự thật, một bên là dối trá, làm sao kết hợp được. Đảng Cộng sản của ông là chuyên môn là dối trá. Các ông chẳng gắn bó máu thịt với nhân dân. Các ông không phải là đồng bào. Con người đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Và năm nay thiệt tình đó, nói những cái lời đó nó xấu hổ cho một người gọi là cầm quyền như ông. Trên 3 triệu người dân phải chết vì cái cuộc chiến đó. Và Mỹ đó nó đã rút ra rồi năm 1973 rồi, nó không còn thằng Mỹ nào nữa hết á. Rồi các ông đối xử với người dân Việt Nam như thế nào? Hiểu không? Các ông bắt bỏ hàng triệu người trong tù cải tạo. Đó là nhục nhã lắm. Các ông đâu có thương người dân Việt Nam. Các ông coi người dân Việt Nam giống như là kẻ thù của các ông. Và cho đến ngày hôm nay luôn. Đến ngày hôm nay các ông vẫn còn coi người dân Việt Nam là kẻ thù của các ông. Bởi vì có cuộc xuống đường mà ngày 8 tới tháng 10 đó. Ngày 6 tới tháng 10 đó. Năm 2018 đó. Hàng trăm ngàn xuống đường, các ông đã bắt biết bao nhiêu người. Các ông coi toàn dân là kẻ thù, trong khi người ta biểu tình chỉ bày tỏ cái thái độ, nguyện vọng của người ta thôi. Các ông phải thay đổi, phải dân chủ hóa đất nước, phải nhân quyền cho Việt Nam, người ta đòi hỏi đơn giản như thế thôi. Tự do cho Việt Nam, dân chủ cho Việt Nam, nhân quyền cho Việt Nam. Các ông tiêu diệt tất cả những người yêu nước. Các ông thử nghĩ là các ông có xấu hổ không khi mà các ông bắt đi là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi bắt ông thả qua bên Mỹ. Rồi bây giờ cô ta lại lên rồi là tiếng rồi là phản đối các ông. Phản đối những cái trò tồi bại của các ông. Các ông bắt chị Trần Thị Nga, rồi chị Thiên Trần Thị Nga qua bên Mỹ cũng tố cáo những tội ác của các ông. Rồi anh Điếu Cày cũng vậy, rồi chị Tạ Phong Tần cũng vậy, rồi anh Nguyễn Văn Đài cũng vậy.
Tất cả những người đó ra hải ngoại đều chống đối các anh. Biết bao nhiêu người, từ hồi tới giờ chưa có một người nào mà không phản đối các anh mà khi đi ra ngoài. Bởi vì TV256 thường nói với quý anh chị em, đồng bào hải ngoại là đồng bào trong nước, nó không có khác gì hết á. Ý kiến của đồng bào hải ngoại tính là ý kiến của đồng bào trong nước. Tại vì ý kiến của đồng bào hải ngoại không có bị họng súng nó chỉ vào lưng, thành ra đồng bào hải ngoại tha hồ muốn nói gì nói. Và đó là cái ý kiến của đồng bào ở trong nước đó. Đồng bào trong nước họ bị súng chỉ vào lưng, họ không dám nói. Nó đơn giản thôi. Ý kiến của đồng bào hải ngoại là ý kiến đồng bào trong nước. Đồng bào hải ngoại chọn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là ý kiến của đồng bào trong nước luôn. Người trong nước người ta cũng biết, người ta không bao giờ chấp nhận cái lá cờ. Đồng ý là chung TV thấy có đi bão. Đi bão thanh niên, thiếu nữ, họ mang theo lá cờ Phúc Kiến đó. TV thấy điều đó chứ không phải không. Nhưng mà đó là cái sự chỉ đạo, đó là một cái sự chỉ thị cho đoàn thanh niên, gọi là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, để mà đi bão, để mà xuống đường. Đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nó cũng có hàng triệu người, hàng trăm ngàn người đi bão, chứ nó không phải là của toàn dân. Nó không phải như vậy. Trước khi mà Liên Xô sụp đổ, trước khi đó một vài tuần thôi, TV đọc nhiều cái điều mà người dân gọi là phất cờ Liên Xô, hàng triệu người cầm lá cờ đó. TV thấy hình ảnh hàng triệu người cầm cái bờ cờ búa liềm của Liên Xô. Rồi sau khi đó Gorbachev giải tán Đảng Cộng sản thì chẳng còn ai người ta dùng cái lá cờ đó nữa. Người ta vứt vào sọt rác. Nó tương tự như vậy thôi. Các ông điều khiển đoàn thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, các ông cho đi bão là đi bão. Các ông đầu độc những tuổi trẻ như vậy, họ đâu có hiểu nhiều. Tuổi trẻ họ đâu có hiểu nhiều. Họ đi khắp đường phố vẫy cái lá cờ đỏ sao vàng của Phúc Kiến. Họ không biết, họ không biết đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến nữa. Các ông đã đầu độc vào tâm trí họ. Họ giống như những người máy robot để mà tuân lệnh mù quáng theo các lời chỉ thị của các ông. Nó không phải là chứng tích, nó không phải là chứng minh cái sự mà kết hợp của toàn dân tộc như vậy. Một cái chế độ mà công an trị, nó gây ra sợ hãi của người dân. Mà đến lúc hàng trăm ngàn người biểu tình xuống đường chống các ông, là chứng tỏ có cái sự đoàn kết mà người dân mong muốn điều đó, mà họ chưa có thực hiện được thôi, thưa ông Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta kỷ niệm tròn 45 năm. Trong lúc phải khẩn trương khắc phục những hậu quả vô cùng nặng nề do chiến tranh để lại, nhân dân Việt Nam lại tiếp tục phải đương đầu với những cuộc chiến tranh mới. Người ta đó chỉ cần 20 năm mà nước Nhật nó đã bị sao cái dội bom nguyên tử ở Nagasaki và Hiroshima, thì trong vòng 20 năm nước Nhật nó trở thành một cường quốc kinh tế của thế giới rồi. Nó chỉ thua có Mỹ thôi. Nước Nhật Bản đó thưa ông, có 20 năm. Mà các ông bao nhiêu năm rồi? Từ năm 75 đến bây giờ là 45 năm rồi. Các ông vẫn gọi là diễn cớ, gọi là chiến tranh. Nhục nhã lắm ông Trọng. Các ông không nhìn ra cái chủ nghĩa tàn độc cộng sản đã hại nước như thế nào. Các ông cứ tiếp tục gọi là môi móc những cái điều mà quá khứ là chiến thắng. Rồi các ông cũng dựa vào cái vấn đề đó. Nhục nhã lắm ông Nguyễn Phú Trọng, bỏ đi ông. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới,
bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ bảo vệ biên giới chỗ nào? Hải Nam Quan mất toàn vẹn đó, Thác Bản Dốc mất hết phần nữa, các ông có bảo vệ đâu. Ngay cả Hoàng Sa bị mất, các ông chỉ đổ lỗi là Việt Nam Cộng Hòa, rồi các ông không thèm lấy lợi. Các ông không trả lời được. Tất cả là do cái hành động phản quốc của các ông. Các ông không trả lời được đâu, ông Nguyễn Phú Trọng. Cùng quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước. Trước những yêu cầu... Các ông nói Campuchia chứ các ông cũng hành động man rợ, đâu có thua gì Campuchia đâu. Đâu có thua gì đâu. Các ông dựng lên cái chế độ Hun Sen hiện tại. Các ông bị thế giới lên án, rồi các ông phải bắt phải rút quân thôi. Nghĩa vụ quốc tế đó, cái nghĩa vụ quốc tế mà TV muốn nói đó. Các ông thi hành theo cái nghĩa vụ quốc tế thôi. Các ông là những lời tên lính đánh thuê cho Liên Xô, đúng hơn. Mới của sự phát triển đất nước, để khắc phục những bất cập của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, dẫn đến tới sự khủng hoảng kinh tế xã hội những năm sau chiến tranh, trên cơ sở tổng kết sáng kiến sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân, Đảng ta đã tiến hành đổi mới từng phần trong nông nghiệp, công nghiệp, và trước hết là đổi mới. Các ông không nên dùng chữ đổi mới, nói thật đó. Các ông không có gì đổi mới hết đó. Các ông chỉ chạy theo cái nền kinh